Cách đây mấy hôm, FBNC đã đưa tin Dubai đang xây dựng nhà máy luyện vàng hàng triệu đô la Mỹ và được cho là nhà máy luyện vàng lớn nhất thế giới. Ngay sau đây chúng tôi sẽ có bài phân tích ngành công nghiệp vàng sẽ đóng góp như thế nào vào nền kinh tế của Dubai. Với tổng số tiền xây dựng nhà máy lên đến 60 triệu đô, đây có thể được xem như là một nỗ lực của công ty Kaloti Precious Metal trong việc thay đổi mô hình, đồng thời là kế hoạch của sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai trong việc ký kết một hợp đồng về giá vàng giao ngay trong tháng 6 sắp tới. Các cửa hàng trang sức tại Dubai luôn tấp nập người mua kẻ bán, nhu cầu kiếm loại quý tại thành phố này đang tăng nhanh. Chính phủ Dubai cũng không bỏ qua cơ hội phát triển ngành công nghiệp dầu tiềm năng này. Dubai đang cho xây dựng nhà máy luyện vàng lớn nhất thế giới. Hiện tại Dubai chiếm 11% trong ngành công nghiệp vàng thế giới, kỳ vọng của chúng tôi là đến năm 2020, tỷ lệ này sẽ tăng lên mức 39% cao nhất thế giới. Dự án nhà máy 60 triệu đô la Mỹ này sẽ cho phép Dubai chủ động xây dựng cơ sở thanh toán bù trừ và chi phí tinh chế vàng, vốn đang bị chi phối bởi Mỹ và châu Âu. Dự kiến nhà máy sẽ có năng suất 1.400 tấn vàng và 600 tấn bạc, gấp 3 lần nhà máy luyện vàng lớn nhất hiện nay. Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai cũng đã thiết lập kế hoạch giao dịch vàng trong tháng 6. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng không có cơ sở chắc chắn cho diễn biến vàng thế giới sẽ thuận theo chiều nhu cầu ở châu Á tăng cao. Nhu cầu kim loại quý này đã giảm 15% trong năm ngoái. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một canh bạc mà hãng Caloti và Dubai đã đặt cược khá nhiều.